Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Xin thân ái kính chào quý vị, tôi Phước Hạnh khi được bước đi với quý vị trong chương trình Lời Sống Hàng Ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc và suy ngẫm lời Chúa trong sách Thi Thiên từ đoạn 106 đến đoạn số 107. Xin mời quý con cái Chúa chúng ta đồng khởi sự. Thi Thiên số 106, sự bất trung của Israel và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Hallelujah, hãy ngợi ca Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va hoặc đủ lời để ca ngợi Ngài? Phước cho người nào gìn giữ công lý và luôn luôn làm điều công chính. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến con khi Ngài làm ơn cho dân Ngài. Xin thăm viếng con khi giải cứu họ, để con thấy sự thịnh vượng của những người được Chúa chọn, được hòa với niềm vui của con dân Ngài và cùng tự hào về cơ nghiệp Ngài. Chúng con và tổ phụ chúng con đã phạm tội, chúng con làm điều sai trái và hành động một cách độc ác. Khi tổ phụ chúng con ở Ai Cập, họ không quan tâm đến các phép lạ của Chúa, cũng chẳng nhớ lại lòng nhân từ dư dật của Ngài, nhưng lại nổi loạn bên bờ biển, tức là biển đỏ. Dù vậy, Ngài vẫn cứu họ vì danh Ngài, để bày tỏ quyền năng của Ngài. Ngài vỡ biển đỏ, nó liền khô cạn. Ngài dẫn họ qua biển sâu như đi qua hoang mạc. Ngài giải thoát họ khỏi tay kẻ ghen ghét và cứu chuộc họ khỏi tay kẻ thù. Nước nhận chìm quân thù, không để một ai sống sót. Bây giờ họ mới tin lời Ngài và ca ngợi Ngài, nhưng họ sớm quên các công việc Ngài, không chờ đợi sự khuyên dạy của Ngài. Lòng họ đầy tham dục trong đồng hoang, và họ đã thử Đức Chúa Trời nơi hoang mạc. Ngài ban cho điều họ cầu xin, nhưng dán bệnh tật hủy hoại mạng sống họ. Trong trại quân, họ ganh tị với Môsê và Aaron là người thánh của Đức Giê-hô-va. Đất hả miệng nuốt Đa-than và chôn vùi bọn Abiram. Lửa bùng cháy giữa bọn chúng, ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác. Tổ phụ chúng con đã đúc một con bò tơ tại Hebron và thờ lạy tượng ấy. Họ đổi đấng vinh quang của mình để lấy hình tượng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là đấng đã dạy cứu họ và làm những việc vĩ đại cho họ ở Ai Cập. Ngài thực hiện những việc kỳ diệu trong xứ Chan và các điều kinh khiếp bên bờ biển đỏ. Vì vậy, Chúa phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ. Nhưng Môsê là người được Chúa chọn, đứng nơi sức mẻ trước mặt Ngài để xin Ngài đừng giận mà hủy diệt họ. Tiếp theo, tổ phụ chúng con khinh thường miền đất tốt đẹp, không tin lời hứa của Ngài. Họ làm bầm trong trại quân, không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ngài giơ tay mà thề rằng, ta sẽ làm cho họ gục ngã trong hoang mạc, khiến dòng dõi họ ngã chết giữa các nước và phân tán họ trong các xứ. Tổ phụ chúng con đã tham dự vào việc thờ thần ba anh Phê-ô, ăn đồ cúng cho kẻ chết. Như vậy, họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, và ôn dịch bùng phát giữa họ. Bây giờ, Phi-nê-a đứng ra can thiệp và dịch bệnh ngừng lại. Từ đời này qua đời kia, việc ông làm được kể là công chính và được ghi nhớ muôn đời. Tổ phụ chúng con đã chọc giận Ngài bên suối nước Meriba, nên vì cớ họ mà Môi-se phải chịu tai họa, và cũng vì họ làm rối trí ông nên ông nói lỡ lời. Họ không hủy diệt các dân tộc ở đó như Đức Giê-hô-va đã phán dặn, nhưng lại pha trộn với các dân ấy, làm theo những việc chúng làm. Họ thờ hình tượng của chúng, và điều này trở thành cái bẫy cho họ. Họ dâng con trai, con gái mình để cúng tế ma quỷ. Họ làm đổ máu vô tội, tức là máu của con trai, con gái mình, để cúng tế cho hình tượng xứ Canaan, khiến xứ bị ô uế bởi huyết ấy. Như vậy, họ bị ô uế bởi công việc mình và phạm tội tà dâm bằng hành động của mình. Vì thế, cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên với con dân Ngài. Ngài khinh ghét cơ nghiệp Ngài. Ngài phó họ vào tay các dân ngoại và những kẻ ghét họ thống trị họ. Kẻ thù cũng áp bức họ. Họ bị khuất phục dưới tay chúng. Nhiều lần Chúa giải cứu họ, nhưng họ cố tình chống nghịch Ngài và chìm đắm trong tội lỗi. Dù vậy, Ngài vẫn nghe tiếng kêu cầu của họ và đối thương họ trong lúc gian truân. Ngài nhớ đến họ vì giao ước của Ngài
và thương xót họ theo lòng nhân từ vô biên của Ngài. Ngài cũng làm cho họ được ơn trước những kẻ bắt họ làm nô lệ. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, xin hãy cứu chúng con, nhóm họp chúng con từ giữa các nước, để chúng con cảm tạ danh thánh của Chúa và được vinh hạnh ca ngợi Ngài. Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời. Nguyện tất cả con dân Chúa đều nói Amen, Hallelujah. Thi Thiên 107, tập thứ 5. Cảm tạ Đức Giê-hô-va đã giải cứu khỏi hoạn nạn. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù, hãy nói như vậy. Tức là những người Ngài đã tập hợp từ các xứ, từ phương Đông và phương Tây, phương Bắc và phương Nam. Họ lưu lạc nơi hoang mạc quạnh hiu, không tìm được một thành để ở. Họ bị đói khát, tâm hồn mỏi mòn tuyệt vọng. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn, dẫn họ theo con đường ngay thẳng cho đến khi họ tìm được một thành để ở. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Vì Ngài làm cho lòng khát khao được thỏa thích và lòng đói khát được mãn nguyện với những điều tốt lành. Có kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và bóng chết, những tù nhân bị khốn khổ trong xích sắt vì đã phải nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh thường sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Vì thế, Ngài dùng lao khổ để hạ lòng họ xuống, họ ngã quỵ mà không kể đỡ nâng. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài đem họ ra khỏi nơi tối tăm và bóng chết, cũng bứt đứt xích xiềng cho họ. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Vì Ngài đã phá cộng đồng và bị gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì lối sống tội lỗi và bị đau đớn vì sự gian ác của mình. Họ chán ngán các thức ăn và đang đến gần cổng tử thần. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ, cứu họ khỏi mù mã. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn và thuộc các công việc Ngài với bài hát vui mừng. Có người đi tàu trên đại dương và làm việc nơi biển cả. Họ thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài khiến bão tố thổi qua và ba đào dồi dập vọt lên tận trời cao rồi chìm xuống vực sâu. Trong cơn khốn khổ, lòng can đảm tiêu toan, họ choáng váng lão đảo như người say, sự không ngoan đều tiêu mất. Bấy giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài làm ngừng bão tố, khiến ba đào lặng yên. Họ vui mừng vì sóng êm biển lặng. Chúa dẫn họ đến bờ ước ao. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Hãy tôn cao Ngài giữa cộng đồng dân Chúa và ca ngợi Ngài trong hội đồng trưởng lão. Ngài đổi sông ngòi ra hoang mạc, suối nước thành đất khô cằn và đất màu mỡ ra đất mặn vì sự gian ác của dân cư ở đó. Ngài biến hoang mạc thành ao hồ, đất khô ra suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói có chỗ để ở và họ xây thành để sinh sống. Họ gieo giống trong ruộng và trồng nho, rồi thu hoa lợi dư dật. Đức Chúa Trời ban phước cho họ và họ sinh sản thêm nhiều. Ngài không để cho bầy súc vật của họ bị giảm sút. Khi quân số bị suy giảm và bị sỉ nhục vì sự áp bức, gian nan và buồn rầu, Ngài đổ sự nhúc nhơ trên các vua chúa, khiến họ lưu lạc trong đất, hoang vu không lối thoát. Nhưng Ngài cứu vớt kẻ thiếu thốn khỏi cơn hoạn nạn và làm cho gia quyến họ đông như bầy chiên. Những người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui mừng, còn bọn gian ác đều phải ngậm miệng lại. Nguyện người khôn ngoan chú ý những điều này và suy ngẫm về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va. Amen. Cảm ơn Chúa. Qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy lòng nhân từ của Ngài đổ trên dân Ngài. Nguyện Chúa Ngài là Đấng hướng dẫn chúng ta, cũng là Đấng ban phước cho chúng ta. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lời Sống Hàng Ngày vào ngày mai. Mong ước lời Chúa hôm nay
sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.